Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Đam mê cá vàng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề hết sức là gần gũi với việc nuôi cá vàng mà hầu hết các bạn nuôi cá vàng mới đầu nuôi á thì sẽ không biết. Đó là về vấn đề vi sinh. Và vi sinh có thật sự là quan trọng với cá vàng hay không, và có những cái trường hợp mà chúng ta không cần phải dùng vi sinh, đó là trong trường hợp như thế nào? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Các bạn có biết rằng vi sinh là một cái yếu tố rất là cần thiết trong việc nuôi cá vàng, bởi vì nó sẽ phân hủy amonia và kiểm soát cái lượng vi khuẩn trong việc nuôi cá vàng. Nhưng mà cũng có khá là nhiều bạn sử dụng cái chất tạo vi sinh để mà tăng cái số lượng vi sinh trong bẫy cá. Và bạn có biết rằng sẽ có những cái phương pháp mà chúng ta nuôi cá vàng mà không cần phải sử dụng chất tạo vi sinh. Trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề vi sinh có đóng vai trò như thế nào và cái cách hoạt động của nó như thế nào trong bể cá, và trong những cái trường hợp như thế nào thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng chất tạo vi sinh nha. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái tác dụng của vi sinh đối với cá vàng nha. Vi sinh được coi là quan trọng trong cái việc nuôi cá vàng. Khi mà các bạn lên các hội nhóm nuôi cá nè, các diễn đàn thì các bạn cũng thấy rằng các anh chị nuôi cá đi trước chia sẻ về cái vấn đề vi sinh, nói rằng vi sinh rất là quan trọng. Nhưng mà khi mà mình mới nuôi cá thì mình sẽ không có biết được là nó quan trọng như thế nào và cách hoạt động của nó như thế nào. Vì vậy nên là cái chủ đề ngày hôm nay sẽ dành cho các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu là cái vi sinh nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với việc nuôi cá vàng nha. Đầu tiên thì nó sẽ phân hủy amonia. Cá vàng là cái loại cá bạn biết rằng nó ăn rất là nhiều và nó sẽ thường để thức ăn thừa, và nó sẽ bởi vì ăn nhiều nên nó sẽ thải ra một cái số lượng phân lớn. Nhưng mà nếu mà để cái lượng thức ăn thừa và phân nhiều như vậy thì chúng sẽ có tính độc cao và nó sẽ trở thành amonia và gây ảnh hưởng xấu đến cá vàng. Tuy nhiên, nếu mà vi sinh được phát triển bình thường, tốt và có phát triển tốt trong bể cá thì nó sẽ ăn cái amoniac này và phân hủy nó thành một cái loại gọi là nitrit, và một số khác còn lại thì nó sẽ bị phân hủy thành acid nitrit và sẽ mang tính ít độc hơn so với amoniac. Và cái điều này nó sẽ làm giảm cái sự nguy hại của các chất dơ trong bể cá cho cá vàng, và khiến cho cái bể cá cá vàng trở nên trong sạch hơn và tự nhiên hơn, tạo một cái môi trường nuôi thân thiện cho cá vàng hơn. Cái tác dụng thứ hai của vi sinh đó là ngăn chặn vi khuẩn. Như mình đã giới thiệu thì cái chu trình nitrat hóa thì nó sẽ được hoạt động, đó là vi sinh sẽ phân hủy vi khuẩn và biến vi khuẩn thành acid nitrit ít độc hơn. Ngoài vi sinh ra thì cũng có một số loại vi khuẩn khác phát triển trong hồ. Không chỉ có phân và thức ăn thừa mà những cái gọi là cặn bẩn rồi thực vật thủy sinh bị hư héo nó cũng bị phân hủy ra rất là nhiều. Và nếu mà những thứ này cộng lại là bao gồm có thức ăn thừa nè, phân nè, rồi các chất cặn bẩn, thực vật thủy sinh bị phân hủy, mà những cái thứ đó cộng lại còn dư lại thì vi khuẩn nó sẽ lây lan cho cá vàng và khiến cho cá vàng sẽ dễ bị bệnh. Bởi vì những lý do đó nên là vi sinh nó sẽ phân hủy những cái chất độc hại ở trong hồ cá và ngăn chặn vi khuẩn tấn công vào cá vàng. Có nhiều bạn hỏi mình rằng vậy thì cá vàng có thể nuôi mà không cần có vi sinh hay không, và trong những trường hợp nào thì không cần có vi sinh? Vi sinh nó được xem là một cái yếu tố rất là cần thiết cho cá vàng. Lý do thì mình cũng đã giải thích như vừa rồi. Tuy nhiên thì tùy vào cái phương pháp nuôi thì cá vàng có thể nuôi trong một môi trường mà không cần có chất tạo vi sinh. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà các bạn nuôi mà không cần phải chất tạo vi sinh cho cá vàng nha. Đó là các bạn sẽ nuôi cá vàng bằng cách thay nước thường xuyên. Cá vàng là cái loại cá mà các bạn có thể nuôi trong một môi trường gọi là có hoặc là không có vi sinh cũng được, có nghĩa là có một số lượng ít vi sinh cũng được. Nhưng mà trong cái môi trường đó nó phải có cái lượng amoniac và acid gọi là trong cái phạm vi phù hợp, nó không phải là quá nhiều, nó có mức độ thôi. Tuy nhiên để đạt được cái trạng thái đó, cái trạng thái mà cái lượng amoniac và nitrit gọi là trung bình, nó không làm ảnh hưởng tới cá vàng á, thì bạn cần phải thay nước thường xuyên. Có một thời gian mình nuôi cá ở cái khu vực nông thôn á, thì mỗi ngày mình đều thay nước khoảng 50%, 30-50%. Thì bằng cách thay nước thường xuyên như vậy thì cái vi khuẩn trong bể nó sẽ giảm đi. Vì vậy cái lượng amoniac và nitrit nó cũng có thể bị giảm bớt. Vì vậy thì cho dù là trong hồ nó chỉ có một cái lượng vi sinh nhỏ thôi, hoặc thậm chí là không có vi sinh, thì nó vẫn có thể nuôi được cá vàng.
bởi vì cái lượng ammoniac và cái lượng nitrit chất bẩn ở trong nước á, nó cũng không có quá nhiều mà làm ảnh hưởng tới cá. Mới nãy mình vừa mới chia sẻ với các bạn cái cách để mà nuôi cá không cần có vi sinh bằng cách là bạn sẽ thay nước thường xuyên để mà giảm cái lượng vi khuẩn, cái lượng chất độc ở trong hồ cho cá. Tuy nhiên, đối thông thường đối với những cái hồ cá mà bạn có cái khoảng thời gian thay nước dài á, có nghĩa là trong 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì bạn mới thay nước một lần. Trong trường hợp đó bạn bắt buộc cần phải có vi sinh. Bởi vì trong một khoảng thời gian dài không có thay nước thì trong khoảng thời gian đó đủ để cho cái lượng ammonia và cái chất độc ở trong hồ cá nó gây hại đến con cá của bạn. Tuy nhiên, vi sinh là một cái thứ mà gọi là chúng ta không cần phải làm gì, nó cũng có thể tự phát triển được. Do đó, trong lúc mà nước bẩn á, bạn có sử dụng cái chất tạo vi sinh thì nó cũng sẽ gây cái tác dụng ngược. Có nghĩa là như vậy, có nghĩa là trong một khoảng thời gian dài bạn không có thay nước, thì khoảng chừng trong 2-3 tuần đi và bạn cảm thấy là nước nó bẩn, nước đục. Hoặc bạn nghe người ta nói là cứ nước bẩn như vậy thì đổ cái vi sinh vào nước nó sẽ trong. Nhưng mà ở cái thời điểm đó là trong đó nó không có vi sinh, mà ngay lúc đó bạn đổ cái vi sinh gọi là cái chất tạo vi sinh vào á, thì nó sẽ gây cái tác dụng ngược lại và sẽ gây hại cho cá. Vì vậy nên cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn mà lúc mà bạn mới chạy nước á, bạn đang tạo nước cho cá, hoặc là cái giai đoạn mà bạn mới thay nước cho cá, cái lúc này cái lượng vi sinh ở trong hồ hoàn toàn chưa có hoặc là có rất là ít, thì đây là lúc mà chúng ta sử dụng cái chất tạo vi sinh gọi là cái thời gian hiệu quả nhất. Tuy nhiên thì tất nhiên khi mà bạn mới tạo nước hoặc là bạn mới chạy nước, bạn mới thay nước cho cá thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian để cái hồ của bạn nó sẽ ổn định và vi sinh nó sẽ đi vào hoạt động một cách ổn định. Sau khi mà bạn đã chảy nước, bạn đã thay nước cho cá và tạo nước cho cá, bạn đã chăm vi sinh rồi, thì lúc này bạn có thể thay nước và áp dụng lại cách nuôi mà không cần có vi sinh, đó là thay nước thường xuyên để cái lượng vi khuẩn nó giảm bớt. Trong trường hợp mà bạn phải sử dụng cái chất tạo vi sinh cho cá, thì những cái chất vi sinh nào là khuyên dùng cho cá vàng? Tới đây thì mình sẽ quảng cáo một tí xíu, mình giỡn thôi, nhưng mà thực tế là cái nào mà bên mình có sử dụng rồi, thật ra cái nào mà bên Đam Mê Cá Vàng đã sử dụng khoảng chừng từ 6 tháng cho đến 1 năm á, bên mình thấy ok rồi thì bên mình mới chia sẻ với các bạn. Với lại là theo đúng cái quy trình á, thì mình sử dụng, mình biết thì mình mới có thể chia sẻ với các bạn được, đúng không? Thật ra thì ở cái giai đoạn đầu á, cái lúc đầu thì bên mình cũng cố chấp lắm, có nghĩa là mình nghĩ rằng khi mình nuôi cá vàng thì mình nên tuân theo tự nhiên, tức là nên để cho vi sinh nó được tạo ra một cách tự nhiên thì sẽ tốt cho cá vàng nhất. Nhưng mà lúc đó là mình nuôi cá ở vùng quê, thì các bạn biết á, khi mà ở vùng quê á, thì cái khu vực mình nuôi cá nó cũng khá là sạch, nó ở vùng núi nên là nước giếng và rất là sạch, nó không có phèn, rất là trong và không có một cái gọi là vi khuẩn gây hại nào cho cá cả. Và cái lượng nước để mà thay á, thì rất là thoải mái và cái không khí nó cũng rất là mát mẻ. Nói chung là cái ở vùng quê, cái vùng núi là một cái nơi lý tưởng để mà nuôi cá vàng một cách tự nhiên, để nó phát triển tự nhiên mà chúng ta không cần phải bất cứ một cái chất đi kèm nào cả. Cho đến khi mà mình quay lại thành phố để mà nuôi cá khu vực thành phố á, thì lại là một câu chuyện khác. Mình sẽ dùng đa phần là nước máy và khi mà nuôi cá ở thành phố thì nó có rất là nhiều cái yếu tố khác mà chúng ta cần phải điều khiển. Thứ nhất là cái nguồn nước là nước máy nè, rồi nhiệt độ nè, rồi cái chất clo trong nước nữa, rồi thời gian để thay nước nó sẽ không có mát mẻ như ở dưới quê, ở cái vùng miền quê. Và bởi vì những cái điều đó nên là khiến cho cá vàng không thể nào trông chờ vào những cái yếu tố tự nhiên được. Và mình thấy rằng mình cần phải tự tạo ra một cái tiền đề, một cái môi trường tốt cho cá trước đã. Và bởi vì cái lý do đó nên mình đã tìm hiểu về vi sinh và mình đã chọn cho mình được cái loại vi sinh mà mình cảm thấy thích hợp. Thì cái thời gian đầu á, thì mình đã sử dụng cái loại vi sinh BSB, nhưng mà cái chỗ nuôi cá của mình là ở trong phòng nên nó rất là hôi mỗi khi mà thay nước. Tuy nhiên với mình á, thì mình thấy rằng cái loại vi sinh BSB nó cũng là một loại rất là tốt, và với cái giá thành rẻ, giá thành phải chăng, các bạn cũng có thể sử dụng nó. Nhưng là bởi vì cái lý do môi trường
Như vậy nên là mình không thể nào sử dụng cái loại BSB được, mình cần phải sử dụng một cái loại vi sinh bột nó không có tạo ra cái mùi hôi khi mà mình thay nước, sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Và mình cũng vô tình biết được cái loại vi sinh này khi mà mình mua để sử dụng, đó là cái loại vi sinh quang Whisper Silver. Thì đối với cái loại này mình đã có làm một cái video rất là chi tiết để mà nói về cái loại vi sinh quang Whisper Silver này, mình để link ở bên phía ở góc trên bên tay phải thì các bạn có thể click vào đó để xem ha. Với cái công dụng của cái loại Veo Silver này á là nó sẽ làm cho nước trong hơn, do nó sẽ phân hủy các chất thải hữu cơ và thức ăn thừa, và nó thúc đẩy sự tăng trưởng của cá và cung cấp các vi sinh có lợi cho cá. Và một điều mình rất là thích đó nữa đó là nó sẽ cân bằng cái độ pH. Ở cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn sự ảnh hưởng của pH đối với cá vàng như thế nào, và nó sẽ giảm thiểu cái khí độc ở trong hồ, ví dụ như là H2S hoặc NH3, amoniac, và nó sẽ gây ức chế các loại vi khuẩn có hại, và nó sẽ kiểm soát tảo, cái loại tảo mà có hại phát sinh ở trong hồ cá. Cách dùng đối với cái loại vi sinh này cũng khá là đơn giản, hay là các bạn có thể rải đều ở trên cái hệ thống vào hồ, hoặc là các bạn để vào cái hệ thống lọc. Và có một cái lưu ý nhỏ khi mà bạn sử dụng cái loại vi sinh Veo Silver này, đó là bạn sẽ không dùng chung với bất cứ một cái sản phẩm kháng sinh và diệt khuẩn nào khác trong vòng 48 giờ. Và ngoài ngoài hai cái loại vi sinh mà mình vừa mới nói ra thì hiện nay trên thị trường cũng có khá là nhiều loại vi sinh khác, mà làm thế nào để chúng ta biết được là cái loại vi sinh nào là phù hợp, là tốt nhất cho cá, thì mình sẽ căn cứ vào cái vai trò chính của vi sinh, đó là nó sẽ phân hủy các chất bẩn phân. Vậy nên bạn thấy cái loại vi sinh nào mà nó có thể hỗ trợ phân hủy được phân chất bẩn nhanh trong một thời gian nhanh, làm cho nước trong không có mùi hôi tanh, thì cái loại vi sinh đó là ok. Cuối cùng thì mình sẽ tóm tắt một số ý sau đây cho các bạn dễ nắm về chủ đề ngày hôm nay nha. Thì các bạn biết rằng khi mà nuôi cá thì mọi người thường nói rằng vi sinh rất là quan trọng vì nó sẽ phân hủy phân amoniac và tránh phát sinh vi khuẩn. Tuy nhiên, mình có cần phải sử dụng chất tạo vi sinh hay không? Thì mình có thể nuôi cá vàng bằng cách là thay nước thường xuyên mà không cần sử dụng chất tạo vi sinh, bởi vì cái việc thay nước thường xuyên sẽ giảm thiểu cái chất amoniac và chất độc trong cá, trong cái hồ cá. Nhưng mà đối với trường hợp mà bạn không có thời gian thay nước, hồ bạn quá lớn, 2-3 tuần bạn mới thay một lần, thì đối với trường hợp như vậy, bạn nên sử dụng chất tạo vi sinh và nên tạo một cái môi trường sống, một cái môi trường thân thiện cho cá bằng cách là tự tạo vi sinh trong hồ cá. Và cái thời điểm chăm vi sinh là cái lúc mà bạn mới chạy nước, mới thay nước, khi mà chưa có cái lượng vi sinh, hoặc là lúc mà có một cái lượng vi sinh rất ít. Thì đó là cái thời điểm mà gọi là mình chăm vi sinh một cách hiệu quả nhất. Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những cái điều cần biết về vi sinh rồi. Mình hy vọng rằng với các bạn mà còn đang băn khoăn không biết là có nên dùng vi sinh hay không, nên dùng như thế nào, vào thời điểm nào, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong video ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.